anh vẽ tô gà đi ạ. Anh mà vẽ được em ăn hết tô thịt gà luôn. Ô, sao mà em chơi khôn vậy? Anh tưởng em phải cho anh tô thịt gà đó chứ. Thôi rồi, bây giờ anh vẽ đây nha. Tô gà TV, anh là một YouTuber nổi tiếng chuyên làm về game dành cho trẻ em. Kênh Tô Gà TV của anh hiện tại đạt hơn 2 triệu người đăng ký. Tô Gà TV không chỉ nổi tiếng trên YouTuber mà anh còn là một streamer nổi tiếng trên các nền tảng trực tuyến khác như Facebook Gaming và Twitch. Tô Gà TV, anh tên thật là Võ Ngọc Hiệp, anh sinh năm 2003 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Tô Gà TV cũng có bạn gái cũng hoạt động trong lĩnh vực streamer. Bạn gái của Tô Gà TV có bí danh là Nabi TV. Bạn nào là fan của Tô Gà thì để lại bình luận phía dưới nhé.